Thưa quý vị, tạp chí Spiegel của Đức cùng ngày đã đưa tin mối quan hệ Berlin-Tekken đang trở nên căng thẳng sau khi Đức thực hiện các bước pháp lý mạnh tay đối với tỷ phú mang hai quốc tịch Nga, Uzbekistan, ông Alexey Umashnov. Theo Spiegel, Đức và Uzbekistan đã thực hiện một loạt biện pháp ngoại giao liên quan đến tình hình căng thẳng giữa hai nước, trong đó bao gồm việc triệu tập đại sứ Đức tại Tekken vào cuối tháng 9. Các động thái trên diễn ra sau khi Đức mở cuộc điều tra nhằm vào tỷ phú Umanov với cáo buộc rửa tiền và trốn thuế. Giới chức Đức cũng đã tiến hành khám xét tài sản của nhà tài phiệt ở nước này. Đại sứ Uzbekistan tại Berlin đã kêu gọi Bộ Ngoại giao Đức tổ chức cuộc họp giữa cơ quan này với Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức, nhưng không thành công. Ông Umanov, người được cho là có mối quan hệ mật thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã bị liệt vào danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu EU. Sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra, người phát ngôn của ông Umanov đã bác bỏ những cáo buộc chống lại nhà tài phiệt, mô tả chúng là vô căn cứ và phỉ báng.